Nói rồi cái nhắc là nhớ liền. Bữa nay là mới mùng 4 hả? Nay là mới mùng 4. Dạ. Nhưng mấy cái bông này giờ... Năm rồi con xuống là chú che lưới rồi. Che rồi. Dạ. Chắc con năm giờ con xuống là coi như con chắc con thấy dầm á. Đúng rồi, thường coi. Con chú, cũng đâu có nhớ được hết. Nhớ nhưng mà con chắc là khoảng là chắc khoảng lâu đó. Nay mấy ngàn chậu chú? Nay chú nhiều mà con. Dạ. Năm nào coi như là chú cũng có chục ngàn á. Vậy hả? Có chục ngàn với hơn. Chục ngàn chậu luôn hả? Ba gòn rồi con. Năm nay nó có chỗ sớm. Cái này còn búp quá trời nè. Ừ. Cái này nó một khúc nhưng không có cái nhà. Dạ. Có người nói búp, có người coi như không lấy cái tùy. Này còn búp quá trời nè. Bây giờ một lúc thì có phải nhỏ, phải nhỏ hơn. Người trăm ý coi ví dụ có người muốn coi như bông búp, có người muốn mua chơi chơi bông phải nở coi như dạng nở xè vậy hết. Dạ. Rồi cái gì quay sơ sơ thôi, đăng nhẹ nhẹ thôi, có gì tính tiếp. Ừ, có gì con xuống. Dạ. Rồi đây là một cái vườn sống đời thứ hai ha. Đây là cái chậu bằng xi măng nha. Đó, chậu xi măng vậy nè. Thì bữa nay nó cũng chưa có nở nhiều. Đây muốn nở nhiều nó phải lối hai mấy nó mới nở nhiều. Bữa nay thì nó mới gì thôi, cũng chưa có được che lưới lan nữa. Khi nào nó che lưới lan thì lúc đó là gần ngon rồi đó, còn giờ thì chưa. Ha. Đây tới 4.000 chậu rồi. Chủ ta đang tưới thuốc rồi.